Wow đây, ứng dụng hẹn hò gặp gỡ nhau ngoài đời thật đã có phiên bản iOS, tải miễn phí ngay. Mọi người biết đây là bối cảnh ở đâu không ạ? Ở bên châu Âu. Thụy Sĩ thì phải. Châu Âu. Châu Âu. Thật sự khi mà nhìn thấy bối cảnh này ấy, không biết cảm xúc của mọi người như nào, nhưng mà cảm xúc của Hưng thì Hưng nghĩ là người khả năng mà chi chọn sẽ không phải là Hưng. Bởi vì là Hưng sẽ hình dung trong đầu nếu mà chi chọn Hưng thì sẽ là một cái khung cảnh là bàn nhậu khi mà nơi chúng mình lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà không sao, dù sao nếu mà chi có không chọn Hưng, không để cho hai chúng ta tìm hiểu nhau thì chúng ta vẫn sẽ là một người bạn tốt. Nhưng nói với chi là cho dù hôm nay chi có chọn ai thì người đó là một người rất là đặc biệt. Và nếu mà chi không chọn Dương không sao hết, tụi mình vẫn có thể làm bạn. Hôm nay Chi rất là may mắn khi có rất nhiều sự tình cảm của các bạn dành cho Chi. Hưng à, ở đây có rượu sơ chu đấy Hưng ơi. Thật sự là nếu mà Hưng nói là không có bàn nhậu thì cũng không phải đâu. Ngay từ đầu Chi đã nói là Chi đến đây để lắng nghe con tim của mình, để nhìn nhận cảm xúc của mình. Và Chi cảm nhận được sự chân thành từ hai bạn. Nhưng mà thật sự là cảm xúc của Chi dành cho hai bạn vẫn còn chưa đủ. Nên Chi đành nói lời xin lỗi với Đạt Kyo, với Tuấn Dương. Hy vọng sau này chúng ta ở ngoài đời gặp nhau sẽ là những người bạn và hẹn nhau một sắp tới vào một dự án nào đó chẳng hạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ Hưng đã bày tỏ tình cảm với Chi rồi thì bây giờ mời Hưng lên đây. Ban đầu ấy, khi mà Chi xuất hiện ấy ở đây là một điều vô cùng bất ngờ đối với Hưng. Không biết Hưng nói có đúng không, nhưng mà trong suy nghĩ của Hưng thì Hưng nghĩ là những cái đấy là những cái vỏ bọc bên ngoài của Chi thôi. Chi là một người có cảm xúc rất là nhiều và yếu đuối không như vẻ ngoài của Chi. Thực sự Hưng muốn tìm hiểu Chi, Hưng thực sự muốn bảo vệ Chi. Chào tay đi nhá. Bên này đi. Hưng muốn nhậu đúng không? Thực sự thì bây giờ Hưng vẫn cái cảm xúc của Hưng ấy vẫn không nghĩ là mình là người được chọn. Thì đã nói rồi, tự nhiên thấy Hưng đã quay lại bấm nút vì Chi thì Chi rất là bất ngờ. Thậm chí là khi Hưng đứng bên cạnh bày tỏ với Chi thì Chi cũng nghĩ rằng là Hưng an ủi với quan tâm Chi thôi. Và khi bây giờ Hưng đang ở bên cạnh Chi thì Chi cảm giác rất là an toàn và rất là dễ chịu. Lần đầu tiên lắng nghe Hưng ở tâm thế của những người độc thân chứ không phải như những người bạn. Và khi nghe Hưng bày tỏ cảm xúc của mình thì Chi cảm giác đó là cảm xúc chân thành, rất là chân thành từ trong ánh mắt của Hưng. Và Chi có một chút xao động. Thật sự là ngay lúc này Chi không biết gọi tên cảm xúc thật của mình là gì. Có không biết có phải là do sự quen thuộc gần gũi của Hưng hay không, hay là trái tim Chi thật sự rung động nên Chi cần thời gian để tìm hiểu và kiểm chứng lại cảm xúc của mình trước khi đưa ra câu trả lời cho Hưng. Đây là bối cảnh
cuối cùng của bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Hai... xem. Hai nhân vật chính cuối cùng đã gặp lại nhau sau quãng thời gian rất là xa cách và gặp nhiều khó khăn trắc trở. Cuối cùng họ đã gặp lại nhau tại địa điểm nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và Chi hy vọng rằng mình sẽ có một mối tình đẹp như vậy sau bao lâu cách trở và khó khăn. Sẽ có một happy ending sau cố gắng nỗ lực của mình. Tự nhiên lên đây ngại thế nhỉ? Thì khi mà Hưng bấm nút, Hưng quay lại thì thực sự mà cái cảm giác lúc đấy của Hưng nó cũng run lắm. Run như lúc bây giờ Hưng đang ngồi đây này. Không biết mình sẽ lên mình phải nói gì hay là mình phải làm gì nữa. Nhưng mà thực sự là Hưng không giỏi ăn nói như kiểu các chàng trai ở đây. Nhưng mà Hưng nói vì sự chân thành của Hưng. Cho Chi hỏi là Chi biết là cái ấn tượng của Hưng khi lần đầu tiên thì Hưng gặp Chi rồi. Bây giờ Chi muốn biết cái nhìn khác về Chi bây giờ khi Hưng gặp Chi. Thì lúc đấy thì Hưng nghĩ là Chi là một cô gái rất là mạnh mẽ, là một người có một tính cách rất là đàn ông và chơi với các bạn rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà lên trên này ấy, thì tự nhiên là Hưng thấy trong Chi có một sự yếu đuối và cần có một người che chở. Hưng có điều gì e ngại nếu mà hẹn hò với Chi hay không? Cứ thoải mái nói đi. Ở đây có rượu soju thì thế mình uống đi. Ở đây uống đi, có men thì chúng ta mới nói nhiều được. Nhưng mà thấy Chi bảo là Chi không uống được nhiều mà đúng không? Uống một hai ly thì được. Bỏ này xuống nhá. Ok. Mỗi người một chai à? Có ly trong này nè. Có cả đồ ăn nữa này. Có đồ ăn. Hưng muốn nhậu đúng không? Thì cũng sương sương. Ấm áp và ấm cúng ấy. Say đấy, uống say đấy. Hết à? 100%. Chi uống được không đấy? Mặc dù là Chi uống khá là yếu, nhưng mà nghe nói rượu soju rất là không say á, làm gì có rượu nào mà không say. Ý là kiểu rất là nhẹ. Hảo, 100% đúng không? 100%. Thực ra thì Hưng cũng trước đây là khi mà thời điểm mà Hưng gặp Chi ấy, Hưng cũng không biết uống rượu bia đâu. Thời gian vừa rồi này mới bắt đầu mà hay phải đi gặp gỡ người này người kia thì bắt đầu mới biết uống. Chứ trước đấy không biết uống. Thế bọn mình giống nhau là chỗ là không biết uống rượu. Nhưng mà bây giờ biết uống chưa? Biết uống rồi thì mới mời Hưng uống rượu chứ. Ăn. Thật sự là cay quá à. Đúc lại. Đúng rồi, cho biết cảm giác. Không phải đâu mọi người ạ. Chắc tại là mồm Hưng to ấy. Coi là ăn được hết. Ăn thấy ngon mà. Cũng ăn một thử một miếng. No. Không nói được luôn à. Một miếng bình thường mà, bình thường chỉ ăn nửa cái thôi ạ. Lần sau Hưng sẽ cắm một nửa và đưa Chi một nửa. Bảy năm rồi. Cứ tưởng là nhanh, nó là lâu phết rồi nhỉ. Cái khoảng thời gian lúc đấy là lần đầu tiên Hưng vào Sài Gòn, Hưng đặt chân đến Sài Gòn luôn. Hưng nhớ là lúc ấy bọn mình còn chụp chung một cái ảnh. Nhưng mà chụp chung là chụp chung cả đám. Hưng nhớ là Chi cầm cái điện thoại này, xong rồi Hưng đứng một góc xa Hưng như này. Chi nhớ bức ảnh đó. Chưa bao giờ Chi có ý định nghĩ Hưng sẽ là một đối tượng để tìm hiểu yêu đương, dù chỉ ở trong phút chốc. Nếu lý do vì sao là chắc Hưng cũng biết rồi. Và Chi nghĩ rằng Hưng cũng đối với Chi cũng như vậy. Hôm nay tụi mình ngồi đây nói chuyện với nhau. Nếu có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta sẽ không hối hận ngày hôm nay nhé. Bởi vì chúng ta đã rất là nỗ lực thành thật với cảm xúc của mình rồi.
nãy giờ thì chúng ta cũng chưa biết hết về sở thích của nhau. Thì Chi đã chuẩn bị một số trò chơi. Trò chơi luôn hả? Ừ. Để xem tụi mình có hiểu nhau hơn không, hay là và chúng ta có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây. Đây là ở đây có một số câu hỏi lựa chọn dành cho buổi hẹn hò lý tưởng. Thì khi mà bạn nào đó đọc lên và chúng ta sẽ điền vào đây xem tụi mình có hợp nhau hay không ấy. Thế Chi sẽ nhờ một bạn. Đây, để Dương với Đạt. Chi nhờ Gia Long nhé. À. Một người bạn đầu tiên của mình. Cảm ơn Gia Long. Đây là câu hỏi lựa chọn cho buổi hẹn hò lý tưởng đầu tiên ấy. Phải đồ ăn đúng không? Không, nó rất là nhiều thứ anh ạ. Rất là nhiều hả? Dạ. Trong này là sẽ có 10 câu hỏi nha. Ok. Em hỏi xong anh viết và em đếm là 1, 2, 3 thì cả hai đều giơ bảng ra. Ok, ok. Thứ nhất, biển hay núi? 3, 2, 1, giơ. Wow. Biển núi. Biển, một người núi. Biển núi hả? Vậy là không trùng khớp đúng không? Em một cái không trùng khớp rồi. Không sao, cái này là 50 người con lên núi, 50 người con xuống biển được mà. Câu hỏi thứ hai, ban ngày hay là buổi tối? Thôi đợi, đợi anh Hưng. Rồi 3, 2, 1. Ban tối với ban ngày. Thế là hai cái không giống nhau. Ờ, hai cái không giống nhau rồi đấy Hưng ạ. Câu thứ ba, yên tĩnh hay là náo nhiệt? Khoan đã, Hưng đoán. Cái này chắc chắn là theo phán đoán của Hưng với nhau. Chi sẽ chọn là náo nhiệt. Không biết có đúng không? 3, 2, 1. Yên tĩnh hả? Không, Hưng tưởng là một người Chi thích náo nhiệt chứ. Thật sự là Hưng nghĩ Chi là một người thích náo nhiệt à? Câu hỏi thứ tư, lãng mạn hay là năng động? 3, 2, 1. Wow. Năng động. Ủa? Vậy là không giống hả? Không giống. Hai cái này không có giống gì hết nhau hết trơn á trời. Không giống rồi, bốn cái không giống rồi đúng không? Giống một cái à. Giống một cái. Mới giống một cái yên tĩnh thì bốn cái không giống, một cái giống. Đúng rồi. Bây giờ sẽ là câu thứ năm, bụi bặm hay là sang trọng? 3, 2, 1. Wow, giống nhau kìa. Giống nhau rồi. Giống nhau rồi. 52 nha, 52 nha. Ok, câu hỏi số 6, thức uống có cồn hay là không có? Rượu hay la vi? 3, 2, 1. Giống nhau không? Khác nhau. Không giống nhau. Khác nhau. Khác nhau. Hai người này không có hợp nhau. Đờ, không hợp rồi. Ấm hay lạnh? Giống nhau. Mừng rớt nước mắt. Rồi. Câu hỏi số 8, trong nhà hay là ngoài trời? Trong nhà hay ngoài trời, nhưng mà dạ, làm việc gì hay là mình thích ở trong nhà? Lúc nào cũng hỏi việc gì, lúc nào cũng hỏi. Hả? Thì là có thể là anh thích ăn trong nhà hay là anh thích ăn ở ngoài trời? Hay là Hưng thích ở trong nhà hơn là thích đi ngoài trời hơn? Lại xóa, ôi dồi, thay đổi. Này, thay đổi lần này dai với chịu này. 3, 2, 1. Giống nhau không? Rồi, giống nhau đó. 3, 4. Ok. Nhìn trộm đấy, nhìn trộm. Đó. Đùa đấy. Câu hỏi số 9, đi dạo hay là xem phim? Em biết câu trả lời của anh Hưng rồi đó. Em đoán gì? Hưng là xem phim rồi. 1, 2, 3. Biết ngay mà. Cả hai. Giống nhau không? Chỉ được một. Chỉ được một thôi, chỉ được một trong hai thôi. Giống một nửa rồi. Thế thì Hưng chọn xem phim. Câu hỏi cuối cùng, xe máy hay là ô tô? Xe máy. Anh đi chọn hộ người ta luôn.
3, 2, 1. Tin anh, đúng rồi, tin anh. Thật sự nãy giờ là chúng ta khá nhiều điểm không chung nhau. Khá nhiều điểm không chung nhau, nhưng mà cũng có một số điểm Số ít. Nhưng thật sự nếu sau này Hưng hẹn hò với Chi thì Hưng phải nhường Chi chứ. Thì bây giờ chắc chắn rồi, bây giờ người yêu mình mà muốn gì thì mình phải chiều theo thôi. Nhớ nha, ví dụ mà chúng ta có hành đôi thì chúng ta vẫn phải Hưng phải chiều Chi ấy, tại vì tính của Chi rất là nóng tính đấy nha. Hết rồi đúng không? Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục uống rượu đi, để có men để nói chuyện nó vào hơn đúng không? Ừ. Mà Chi bảo Chi uống 2 ly thôi là Chi say rồi đúng không? Bây giờ uống hai nó ly say là không? Đỏ mặt. Nhưng mà thấy mặt vẫn chưa đỏ. Thế à? Tại vì rượu này rất là nhẹ. Bây giờ Chi có câu hỏi muốn hỏi Hưng. Nếu Hưng gặp một người cô gái rất là đàn ông, đàn ông hơn cả Hưng, thì Hưng sẽ làm như thế nào? Không, chắc chắn là con gái ấy, theo suy nghĩ của Hưng nha, cô ấy làm phụ nữ rồi thì chắc chắn là cô ấy sẽ có một cái gì đó là phụ nữ về cách suy nghĩ này, tình cảm này, thì trong lúc đấy thì sẽ ý là Hưng sẽ làm như thế nào? Nếu mà người mình yêu thì mình sẽ cố gắng mình thay đổi đàn ông hơn cô ấy để bảo vệ cô ấy. Ok. Mẫu người lý tưởng của Hưng là như thế nào? Một cô gái đáng yêu. Sống tình cảm, biết chăm lo cho những người xung quanh. Là một cô gái hiểu chuyện. Là một cô gái hay giúp đỡ người khác. Là một cô gái... Đấy, đại loại như thế. Làm thêm ly nữa. Là một cô gái đại loại như thế. Ok. Phạt một ly. Phạt một ly. Phạt một ly. Nói không rõ ràng, thật gì cả. Thì đấy, gu của Hưng còn gì nữa. Thôi chị uống cùng Hưng nè. Ồ. Nhưng mà uống hơi nhiều ấy, sợ say không hay 50 thôi. Say thì thế hồi nữa, đưa Chi về. Tùy Nhi đấy, à Ý đấy. Tùy Chi đấy, nhầm. Nhi. Nhi. Ôi, à. Ôi đi. Phạt một chén nữa. Phạt Phạt ba chén. Phạt hết chai. Thôi bây giờ phạt ba chén là say, không nói chuyện được đâu. Phạt một chén thôi. Phạt một nửa chén thôi. Gì đấy? Ok. Thế tại sao đến tận bây giờ, nếu mẫu người lý tưởng của Hưng nó chỉ đơn giản như vậy, đến bây giờ Hưng vẫn chưa tìm được ai? Thực ra là cũng có gặp những người con gái như vậy, nhưng mà khi mà tìm hiểu nhau một thời gian, quen nhau một thời gian, thì cảm thấy là hai người không có chung suy nghĩ, không chung sở thích. Nói chung là mọi suy nghĩ đều lệch lạc hết đấy. Vấn đề đến tới giờ giống Chi đúng không? Thôi thì nãy giờ chúng ta cũng đang uống rượu, thì Chi có một trò chơi này cũng liên quan tới rượu. Giúp Hưng tỉnh táo hơn. Thấy Hưng bắt đầu díu mắt ấy, chắc là do rượu đúng không? Chi sẽ đốc thêm. Ở đây có những lá bài và mỗi người sẽ bốc lần lượt. Và trên này ấy, có lá bài, mình sẽ phải làm theo yêu cầu trên lá bài này. Nếu ai mà không thực hiện được, không thực hiện hoặc thực hiện mà không tới ấy, thì bị phạt một ly đầy. Ok. Sẽ quan tử tì ai bốc trước. Thua là... Thua là bị, thua là bốc trước đúng không? Đúng rồi. Một, hai, ba. Ai đã từng hẹn hò qua Wow Date thì nốc. Chưa. Tiết lộ 3 điểm bạn thấy quyến rũ nhất từ người đối diện hoặc nốc. Đầu tiên là Hưng thích nụ cười của Chi. Cho 10 giây đó. Thích nụ cười này. Thích bàn tay này. Và thích nước da. Wow. Ok, cảm ơn. Đến lượt Chi nha. Đoán 3 món ăn yêu thích của người đối diện đúng 2/3 thì không phải nốc. Đúng 2/3 hả? Không biết đâu, mọi người đấy không biết đâu. Đập. Thịt nướng. Sai. Bây giờ đúng có thành sai hả? Cá kho. Cá kho, đúng. Hải sản.
lẩu chua cay. Không. Anh cố tình không? Ờ, không, thật. Không thích ăn lẩu chua cay. Hưng cố tình đúng không? Không, thích ăn lẩu riêu cua sần sụi. Đấy. Hỏi Đông, đúng không Đông? Chính xác luôn. Ok. Ba ly. No! Rồi, bây giờ Hưng sẽ uống chung với cả Chi. Không, bây giờ mỗi người phạt mới uống thôi. Không sao đâu. Chị sẽ uống được. Hưng yên tâm đi, chị không say đâu. Wow. Sô chu là ngấm từ từ nha. Đến là Hưng. Hôn tay người đối diện hoặc nốc. Hưng uống. Ok, đây lá bài cuối cùng của chị. Sao lại lá bài cuối cùng? Ở đây mình còn 4-5 lá mà. 4-5 lá này dành cho mấy bạn dưới kia đấy. Wow. Ủa? Ờ, mình cũng được uống hả? Thế? Yeah, cũng được nhậu luôn. Ồ. So tay, tay ai to hơn thì nốc. Rồi. Tay to hơn thì nốc. Nhiều khi tay chị to hơn thì sao? Ừ đấy. À, tay ông to hơn. Chết rồi, sai rồi. Chị là đồ mạnh ấy. Mình đã uống hết nửa chai rồi đấy. Cố lên. Chụp chung một tấm hình hoặc cùng nốc dễ mà đúng không? Chúng mình đã cùng chụp chung rồi. Nhưng mà điện thoại vẫn đâu nhỉ? Đây đây em ơi, đây em đưa cho. Thank you em. Ok, thôi thì chị sẽ chỉ chọn hai bạn thôi. Ai muốn chơi nào? Có nhiều nữa. Ok, nhường cho bạn một dish. Chọn một cái hả? Nói thầm vào tai người đối diện. Tớ muốn về cùng cậu đêm nay. Hả? Không nha, ôn tít của em. Hoặc là nốc. Người đối diện lan lên anh uống đi. Thế thì nốc ạ. Ok, lên một bạn nốc ở nhà. Sẽ chọn một người bạn nữa. Đây. Này đi. Thế nào cái ly này nó bị hỏng. Sao tự nhiên đầy như này? Sao đầy này? Không biết ly chi rót hay sao ấy. Oh no. Nó say quá dùn. Xin phép mọi người ạ. Chưa hết. Bao nhiêu lớp áo thì từng đấy ly. Ôi, tưởng gì đơn giản. Đọc đi Đông ơi. Bao nhiêu lớp áo thì nốc từng lấy ly. Ok mời. Rồi hai lớp đơn áo. Giản luôn. Mời. Hai ly. Ừ, hai ly hả? Hai ly phải đầy. Phải đầy vào. Hưng rót đi. Ở đây đây em rót. À anh Đông à? Ơ tự nhiên say quá. Chị ăn kim báo bóng. Không ơi không ăn nữa. Chàn trề quá, chàn trề quá. Ơ tự nhiên lại say thế. Tình cảm chàn trề. Tình cảm chàn trề anh em mình. À đây anh. Em mời anh ạ. Cùng không? Không, em rót thôi, em rót thôi. Anh em tình cảm. Thôi, phận không phải bây giờ bị phạt mà. Không phải tự nhiên anh quý em. Phận làm em nhường anh hết. Chết, say đấy. Nào tiếp tục nào. Ly được không? Ờ nào tiếp tục anh. Ở Chi còn uống được 3-4 ly anh. Nó phải khó luôn cho Đông Minh Dư. Quá đẹp. Cảm ơn. Thật sự là nãy giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau ấy thì chúng ta cũng rất là thành thật cảm xúc và hiện tại là Chi đã biết một phần câu trả lời của câu hỏi của Chi rồi. Và Chi đã hiểu được cảm xúc của Hưng. Và Chi tin rằng là cảm xúc của Chi cũng giống Hưng như bây giờ. Tại sao Chi biết? Chi... Hưng đã nói gì đâu mà Chi biết. Khoan đã Chi ơi. Nhưng mà Đông thấy nhảy nhá. Nếu mà cả hai em cứ ngồi nói chuyện qua lại như vậy ấy, thì không thể nào bắt được cảm xúc của nhau đâu. Bây giờ Đông đề xuất như này nhá. Cả hai cùng nhắm mắt lại này. Đan tay vào nhau. Rồi lần lượt nói về cảm nhận của mình về đối phương. Ủa sao thấy tay Hưng mà tay Hưng có cái
dây thần kinh mà đập rất là thình thịch ý. Tại vì uống rượu ấy. Thế à? Nắm tay là cái điều rất là đơn giản, nhưng mà thể hiện rất là nhiều cảm xúc. Cái cảm xúc của Chi bây giờ là gì? Phải nhắm mắt vào. À ok. Nếu mà nắm tay với người mình thích thì nó cảm xúc sẽ rất là khác. Không biết là Hưng có cùng cảm xúc với Chi hay không? Hưng có thể nói cho Chi biết được không? Không biết là bao nhiêu lâu rồi mình mới nắm tay một người con gái. Nhưng mà cái cảm xúc của Hưng lúc này... Còn có hành động nào không hả Đông? Nó hay là bây giờ nhá. Như trong phim Hàn Quốc ấy, hai người bây giờ ngồi tựa lưng vào nhau đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhá, rồi hãng nói là cảm xúc của mình. Cả hai nhắm mắt vào nhá, suy nghĩ thật kỹ trước khi nói là cảm xúc của mình này. Trước khi mà nói về cảm xúc thì Hưng muốn hỏi Chi một câu. Hôm nay Chi gặp Hưng, Chi có cảm thấy vui không? Đứng đây và ngồi đây và chúng ta tâm sự với nhau thì Chi rất là vui. Chi đã nói rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã cố gắng nỗ lực thành thật cảm xúc với chúng ta của chúng ta rồi. Và Chi sẽ hy vọng rằng chúng ta sẽ không hối hận như ngày hôm nay. Chi rất là vui. Chi đã dựa lưng vào Hưng rồi thì Chi cảm giác rất là an toàn, dễ chịu, ấm áp. Cảm giác được bảo vệ Hưng. Những người cô gái sẽ thích tấm lưng của người đàn ông của mình sẽ rất là rộng, cảm giác được che chở. Nhưng đối với Chi thì Chi không quan trọng về vóc dáng, Chi chỉ cảm nhận cái cảm giác của mình hay thôi. Còn Hưng như thế nào? Cảm xúc của Hưng bây giờ thì tựa vào lưng Chi thì Hưng cũng cảm giác có một cảm giác là rất là ấm áp. Vừa nãy Hưng có bảo với Chi là Hưng muốn tìm hiểu Chi nhiều hơn. Và thực sự là muốn là một người bảo vệ cho Chi. Chi để Chi cảm thấy rất là xúc động. Tại vì từ trước đến nay này Chi luôn tự bảo vệ chính bản thân mình, tự chủ được cuộc sống của mình, chứ chưa có ai có thể bảo vệ cuộc sống của Chi hết. Bản thân Chi là cũng cố gắng sống một mình và có thói quen ở một mình. Nhưng mà Chi lại rất sợ ở mình và cũng hy vọng sẽ tìm được một ai đó ở bên cạnh sẻ chia, quan tâm khi Chi cần. Cảm ơn Đông. Bây giờ Chi có hành động này muốn thử. Hưng cứ ngồi đấy đi. Nhắm mắt đúng không? Vẫn nhắm mắt. This room never knowing what could go on. Aww. Sometimes when you shut the mind, it feels my worried heart. So I'm still. Tựa vào lưng Chi thì Hưng cũng cảm giác có một cảm giác là rất là ấm áp. Hưng muốn tìm hiểu Chi nhiều hơn. Và thực sự là muốn là một người bảo vệ cho Chi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta đã cố gắng nỗ lực thành thật cảm xúc với chúng ta của chúng ta rồi. Chị
khi tựa vai vào lưng Hưng đúng không? Đúng rồi. Chị cảm thấy như nào? Rất dễ chịu. Ok, Hưng có thể quay lại. Cảm ơn Hưng vì những cảm giác của Hưng đã đem lại dành cho Chi. Nãy giờ chúng ta cũng tìm hiểu nhau cũng khá đủ rồi. Và Chi cũng hiểu được cảm xúc của mình. Và Chi cũng hiểu được một phần cảm xúc của Hưng dành cho Chi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến trò chơi cuối cùng. Trò chơi này cũng giống như trò chơi thứ nhất thôi. Lựa chọn là không hoặc có. Thì mỗi người sẽ có 3 câu hỏi dành cho đối phương. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Hưng trước đúng không? Thì có cảm giác yên bình khi mà ngồi nói chuyện với Hưng, khi mà tâm sự cùng Hưng không? Nếu không có ngày hôm nay, Hưng có bao giờ nghĩ rằng Hưng sẽ rung động vì Chi hay không? Đến lượt Hưng. Hưng muốn hỏi Chi là thực sự trong Chi bây giờ, Chi có cảm giác Hưng là một người an toàn đối với Chi không? Chi muốn cái câu hỏi này chúng ta cùng giơ bản lên nhé. Hưng có nghĩ rằng tình yêu có thực sự cần thiết hay không? 1, 2, 3. Vậy là Chi đã tự trả lời cho mình cái câu hỏi là tình yêu có thật sự cần thiết hay không? Nhờ Hưng đó. Nhưng mà cho Hưng hỏi là tại sao ấy mà ban đầu mà Chi lại có một cái cảm xúc mãnh liệt như vậy, là khi mà đặt ra cái câu hỏi là tình yêu có thật sự cần thiết hay không? Như Chi đã nói rồi thì tại vì tính của Chi khá là độc lập, khá là mạnh mẽ và tự chủ được cuộc sống của mình. Nhưng đôi lúc thì Chi cần một ai đó quan tâm, sẻ chia khi Chi cần. Thì Chi nghĩ rằng là bạn thân cũng được, chứ không cần phải tình yêu. Mối tình mà gần nhất của Chi là khi nào? Mối tình gần nhất của Chi đã được 1 năm rồi. Nhưng mà tại sao mà những cái người đấy mà không tạo cho Chi được cái cảm giác của tình yêu hay sao mà Chi phải đặt câu hỏi như vậy? Lúc đấy thì Chi không biết cách yêu thế nào cho đúng. Và có lẽ là người ta chưa cho Chi cảm giác yêu đương thật sự như là một người yêu thật sự. Có khi nào mà Chi chưa tìm được đúng người không? Hưng nghĩ là nếu mà khi mà Chi mà tìm được đúng người ấy, thì người ta sẽ cho Chi được một cái cảm giác là tình yêu thực sự nó sẽ như thế nào. Trước đây Hưng cũng là một người chỉ gọi là yêu thôi, chứ không biết thế nào là một cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu. Nhưng mà sau một khoảng thời gian trải qua một mối tình 3 năm thì Hưng mới thực sự cảm nhận lúc đấy là Hưng biết yêu. Còn trước đấy là không biết yêu, sao là lúc ấy còn trẻ con quá. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 3 của Hưng, và Chi cũng có câu hỏi cuối cùng của Chi. Hưng muốn hỏi Chi một câu hỏi cuối là Chi có đang rung động với Hưng hay không? Thật sự rung động với Hưng hay không? Chi sẽ trả lời câu này sau khi chúng ta cùng trả lời câu hỏi này nhé. 10 giây để chúng ta cùng giơ bàn lên. Chúng ta có thật sự muốn hẹn hò với nhau hay không? 10 giây nhé. Nhậm này. Một.
Sao lại vỗ tay? Chị thật sự là chị Hưng lúc... Hưng chưa biết câu trả lời của chị là gì. Chị sẽ cho trả lời câu trước của Hưng nhé. Thật sự là chị có một chút rung động với Hưng. Lúc mà Hưng đứng đây thì chị thật sự cảm ơn Hưng đã đứng đây vì chị, đã vượt qua e ngại vì chị. Xem câu trả lời của chị nhá. Lạc vào trong nỗi cô đơn của riêng mình. Thật ra thì Hưng cũng nghĩ là chị sẽ trả lời như vậy, bởi vì là hai bọn mình khi chúng ta cùng chạm tay nhau, khi chúng ta cùng dựa vào lưng nhau thì chúng ta đã cùng một cảm nhận, đúng không Hưng? Nhưng mà nhưng mà sau khi chúng ta nói chuyện với nhau rồi có những hành động rất là đơn giản nhẹ nhàng như là nắm tay, dựa lưng thì cái cảm giác, cảm xúc vẫn còn chưa đủ, nó vẫn còn làm cái gì đó của tình bạn. Khi mà Hưng ở dưới bấm lên để tỏ tình với Chi và bày tỏ cảm xúc với Chi thì thực sự lúc đấy là Hưng thực sự muốn là được che chở và bảo vệ cho Chi. Hưng không hiểu sao khi mà cái đến đây cuối cùng ấy, Hưng đắn đo mãi là mình có nên bấm hay không, nhưng mà rồi quyết định lại bấm. Nhưng mà sau khi mà hai người trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau, cầm tay nhau rồi là tựa ở vai nhau và nghĩ cảm xúc như nào thì Hưng thực sự là cảm thấy là hai bọn mình hãy trở thành là một người bạn. Hưng sợ cái tình cảm mà khi mà hai người mà Hưng không biết Chi nghĩ gì nhau, nhưng mà Hưng trong đầu Hưng nghĩ là nếu mà hai người mà đến với nhau ấy, sợ cái tình bạn như vậy nó sẽ không còn được nữa. Chi hiểu. Thật sự là tình yêu có thực sự cần thiết, nhưng phải đúng người. Cảm ơn Hưng đã cho Chi cảm giác trái tim còn có thể rung động. Cảm ơn Hưng vì tất cả. Cảm ơn Hưng vì đã trò chuyện với Chi. Và cảm ơn Hưng đã thể hiện cảm xúc chân thành nhất của Hưng. Hưng cũng cảm ơn Chi vì đã đến đây. Hưng biết là Chi là một người chắc là xuất hiện trên này thì chắc là khó với Chi, đúng không? Nhưng mà Chi đã mạnh dạn và đến đây. Và cũng cảm ơn Chi vì đã lúc đấy, cái khoảnh khắc đấy đã tin tưởng Hưng, đã chọn Hưng. Hưng cảm ơn rất là nhiều. Nếu sau này chúng ta có thể đi uống cà phê và trò chuyện với nhau nhiều hơn, tại vì Chi muốn có một người bạn bảo vệ Chi. Bây giờ Chi cũng quyết định là đã có một câu trả lời cho tình yêu có thực sự cần thiết hay không rồi, đúng không? Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên Hưng bày tỏ, Hưng nhấn chuông lên cảm vì một người. Hưng sẽ quyết định là mình sẽ không ngồi trên ghế kia nữa. Và sẽ đưa Chi ra về, nhưng mà với một tư cách là một người bạn. Này người anh em. Hold up just a minute. Yo bro. Looking for some help just to find myself. Chúng ta hãy cùng ra về nhé. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change. Đã là người anh em rồi mà. Hưng cũng hy vọng là sau cái khoảng thời gian tiếp theo này, Chi sẽ tìm được cho mình một tình yêu thực sự, và người đó sẽ cho Chi thực sự biết thế nào là tình yêu. Chi cũng hy vọng Hưng sẽ tìm được một người bạn gái sẽ làm cho Hưng thật sự rung động. Và bây giờ chúng ta vẫn còn độc thân đi thì chúng ta vẫn thoải mái đi chơi rồi kể cả sau này có người yêu, hai đứa có người yêu thì vẫn có thể đi chơi với nhau được mà. Có thể là cùng cả người yêu đi chơi cùng mà. Ok, đi nhậu nào, đứng lên bạn ơi. Thế là hai người anh em dắt nhau đi về mà Hưng phố sau vẫn ngồi đấy nhá, hay là sao vậy? Ý em là sao? Cái cảm xúc của em lúc này là như em đã chia sẻ với mọi người ấy, đây là lần đầu tiên em bấm chuông và em có cảm xúc với một người. Nhưng mà khi em lên trên này thì em cảm giác là hai bọn em vẫn nên trở thành một người bạn thì sẽ là tốt hơn.
em sẽ về, em sẽ từ nhưng bỏ em chương trình. Vẫn sẽ về và em sẽ không tìm kiếm cho mình một tình yêu trong khoảng thời gian này nữa. Vậy đây là lần cuối cùng có Phí Ngọc Hưng trong tỏ tình hoàn mỹ, và có thể sẽ không có mùa tiếp theo có Phí Ngọc Hưng nữa, đúng không? Em không biết là cái khoảng thời gian tiếp theo sẽ như nào, nhưng mà đây là sẽ là một khoảng thời gian mà em không biết là cảm xúc của em bây giờ, nhưng mà hiện tại là em rất là rối bời. Đây là rượu nói hay em nói vậy? Em nói ạ. Mai tỉnh rượu đừng hối hận đấy nhá. Nói đùa thôi, mọi người tin em à. Mình lên đây với nhau đi, tại vì mình cần phải nói lời chia tay một cách chính thức với Phí Ngọc Hưng. Và đây là một cái câu chuyện rất kỳ lạ, bởi vì anh ấy không đi về vì một tình yêu, anh ấy đi về vì một tình bạn. Chắc là cái khoảng thời gian này em sẽ tập trung hơn cho công việc của mình, cho gia đình. Sau này thì em nghĩ là khi nào mà có duyên thì em sẽ tìm cho mình một người thích hợp. Còn khi mà em lên chương trình này thì em cũng cảm ơn các anh chị trong ekip rất là nhiều. Cảm ơn chương trình vì đã tạo cho em một cơ hội để em được gặp chị Trinh, được gặp tất cả mọi anh em ở đây. Khi mà gặp gỡ mọi người em học hỏi được rất nhiều về kinh nghiệm, về cuộc sống. Em cũng muốn cảm ơn tới tất cả những bạn con gái đã đến đây. Em thay mặt cảm ơn tất cả những bạn đấy vì đã dũng cảm đến đây để tỏ tình với chúng em. Em biết là khi mà bạn gái mà lên đây tỏ tình, bình thường con gái tỏ tình rất là khó rồi ạ. Nhưng mà khi lên đây còn bao nhiêu người nữa, người ta phải dũng cảm như nào người ta mới có thể lên đây để người ta tỏ tình với mình. Với cả một lời cảm ơn chân thành nhất, em xin cảm ơn những người mà đã dõi theo em từ trước đến giờ, luôn ủng hộ em và luôn đứng sau em. Một lần nữa em xin cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt ghế số 6 Phí Ngọc Hưng. Thôi mượn lại câu nói của Chi ngay từ phần xuất hiện ở chương trình, phần đầu là thấy có điềm rồi. Câu nói rằng là người lớn của chúng ta không phải là càng lớn càng khó đi tìm tình yêu, mà bởi vì càng lớn họ lại càng nhận ra rằng có nhiều kiểu, nó giống tình yêu nhưng mà nó không phải là tình yêu, và phân loại được rất nhiều thứ không phải là tình yêu như được gọi tên là tình yêu. Thôi mặc kệ, gọi tên là tình bạn cũng được, tình đồng chí cũng được, tình đồng đội cũng được, tình anh em, tình ekip, tình khán giả và nghệ sĩ, thứ tình gì cũng được, miễn sao là mang cho mình sức mạnh. Và nếu em rời chiếc ghế đó, nó lại làm cho em mạnh hơn lúc mà em đã mang trái tim cô đơn của mình ngồi ở đó và chờ đợi một ai đó khiến cho em thắp sáng trái tim mình, thì đó là một sự trưởng thành lớn. Và Chi đã là người mang một ngọn đuốc đến để giúp em có một quyết định dũng cảm như vậy. Cảm ơn Phí Ngọc Hưng và đặc biệt cảm ơn Phương Chi. Tạm biệt Phí Ngọc Hưng. Thôi chúng ta cùng về đây nhỉ. Giữ sức khỏe nha. Bye bye. Bye bye nha em. Giữ sức khỏe nha. Em chào chị. Bye bye. Bye. Bye bye người anh em mới gặp. Nhậu nhá. Hai bạn trẻ về nhá. Thành công nhá. Cả màn hình LED cũng không muốn Hưng về đấy. Nhưng mà Hưng phải về thôi. Về với người bạn của anh ấy. Vâng, thưa mọi người, hôm nay là một câu chuyện rất kỳ lạ. Có một cô gái đến phá hết tất cả luật của chương trình. Cô ấy bảo là cô ấy không đến tỏ tình với ai, nếu nhắm ai được thì tỏ tình. Vấn đề là cô ấy đến một nơi mà có 9 chàng trai được gọi là tốt nhất trong chương trình, có nhiều rating nhất, và người ta gắn cho cô ấy rất nhiều những câu hỏi, và các chàng trai cũng đặt cho mình quá nhiều những câu trả lời ép họ phải trả lời. Tình yêu có cần thiết không?
rồi họ có hợp với cô ấy không, liệu họ có sẵn sàng cho một mối quan hệ chưa, họ có cần chiếc ghế này không, và nếu rời đi họ có hạnh phúc hơn không. Và hơn hết, họ đã rất dũng cảm để tự tìm câu trả lời cho mình. Và câu trả lời của quý vị là gì? Tình yêu có cần thiết không? Quý vị có thấy hạnh phúc bây giờ không? Điều đó rất quan trọng với chúng tôi. Bởi vì chính chàng trai của chúng ta, một chàng đã ra đi cùng với người bạn của anh ấy, dù không cần tình yêu, anh ấy vẫn có tình bạn sưởi ấm cho mình. Còn các chàng trai ở lại, họ vẫn rất cần để có một ai đó đến và nói cho họ biết rằng là dù cho họ có ngồi ở chiếc ghế nào, họ có một bàn tay nắm hay không, thì họ vẫn luôn là một người đáng quý, một tâm hồn đẹp, và họ là một ánh lửa không cần phải soi bóng, vì chính họ là ánh sáng rồi. Thật là tuyệt vời. Và chúng tôi xin cảm ơn tất cả những khoảnh khắc mà phía Ngọc Hưng và cả Phương Chi đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tình cảm và sự thấu hiểu của quý vị cho câu chuyện khá là khó hiểu tuần này. Nhưng hãy dùng mà trái tim cảm nhận, chúng ta sẽ hiểu được từng thông điệp. Và cảm ơn tất cả quý vị cùng với Wow Day đã đồng hành với chương trình. Wow Day là ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích chúng ta, những người dùng, có thể tạo ra một buổi hẹn hò và gặp gỡ nhau ở ngoài đời thật để xác nhận lại tình cảm của mình như cách họ đã làm. Bởi vì phương châm 100.000 lời chat không bằng một lát bên nhau. Một lát bên nhau đó có thể yêu nhau hơn hoặc trân trọng hơn những thứ khác mà chúng ta có. Gia Long, hôm nay em cảm thấy như thế nào trước khi chào tạm biệt? Thật sự em cảm thấy một buổi hôm nay rất là đáng quý. Với em có thể cởi mở hơn, em có thể chia sẻ những thứ mà bình thường em không dám nói. Và may mắn em vẫn có thể chia sẻ về vũ trụ cho mọi người, và mọi người rất dạ quan vâng, tâm mà dạ vâng. Mọi người thân mến, tài khoản VIP của Wow Day vẫn sẽ được trao tặng đặc biệt cho phía Ngọc Hưng và cả Phương Chi. Và những ai vẫn tin rằng tình yêu ở ngoài đó chờ họ, hãy tải ứng dụng Wow Day trên nền tảng iOS và Android để trải nghiệm điều này. Và mong rằng trái tim của chúng ta sẽ luôn sẵn sàng cho tình yêu ạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Wow Day, ứng dụng hẹn hò đầu tiên khuyến khích người dùng tạo một buổi hẹn và gặp gỡ nhau ngoài đời thật. Xin phép được mời quý vị sẽ cùng theo dõi hồ sơ của cô gái đặc biệt đến đây ngày hôm nay ạ. Em thèm ngọt nhưng cứ hoài sợ béo. Lựa chọn khéo nhất chắc là nụ cười của anh. Wow, xinh quá. Hãy đợi em nhé, chàng hoàng tử có chiều cao khiêm tốn kia ơi. Chiều cao khiêm tốn, khiêm tốn ở dưới bên đâu bạn. Anh Phương đâu với em. Hai anh em mình thấp nhất ở đây. Hai anh em thấp nhất ở đây. Ánh nhìn đã đổ dồn về anh Phương Đông.